Như chúng tôi đã đưa tin, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 4. Chuyến công tác nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện với các địa phương của Nhật Bản và từng bước mở rộng quan hệ với đối tác tiềm năng. Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong và đoàn cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tại Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh hai nước có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo thành phố đã có 5 cuộc chào xã giao và làm việc với các lãnh đạo địa phương Nhật Bản, gồm thống đốc tỉnh Aichi, thị trưởng thành phố Nagoya, thống đốc tỉnh Nagano, chủ tịch hội đồng Nagano và thống đốc tỉnh Hokkaido. Tại tỉnh Aichi, lãnh đạo hai địa phương đã tham dự lễ hội Việt Nam năm 2018 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển và dự lễ ra mắt Hội hữu nghị Aichi Việt Nam. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa về mặt hình ảnh cũng như tiềm năng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên khẳng định trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, từ đó tăng cường hiểu biết và làm nền tảng cho quan hệ bền chặt giữa Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến đi, thành phố đã tổ chức hai hội thảo đầu tư du lịch tại tỉnh Aichi nhằm quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của thành phố. Ngoài ra, đoàn có 5 buổi làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tham quan cơ sở nghiên cứu sản xuất nông nghiệp nhằm kêu gọi đầu tư và tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Thông qua các cuộc gặp với các trường đại học, viện nghiên cứu Nhật Bản, các cơ quan, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cán bộ thành phố đã có dịp tiếp cận các giải pháp khoa học, kỹ thuật cũng như các chương trình giáo dục tiên tiến từ Nhật Bản và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giữa hai bên. Qua đó có các đề xuất hợp tác nhằm giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển của thành phố. Trong chương trình làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong và đoàn công tác đã chứng kiến việc ký kết 2 hợp đồng và 6 bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn đại biểu của thành phố đã đạt được các kết quả khả quan và thực chất, bao gồm tiếp tục khẳng định cam kết của thành phố trong việc phát triển cái mối quan hệ toàn diện với các địa phương của Nhật Bản, đồng thời đưa quan hệ với các đối tác Nhật Bản đi vào chiều sâu và thực chất hơn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các lĩnh vực mới. Chuyến đi còn là cơ sở để lãnh đạo thành phố tìm hiểu về cách thức vận hành của các mô hình hỗ trợ và hợp tác với doanh nghiệp của các địa phương Nhật Bản, cũng như là tham khảo các cái mô hình sản xuất phù hợp với chiến lược phát triển của điều kiện thành phố. Tất cả các đối tác mà tôi và đoàn đại biểu tiếp xúc và gặp gỡ đều bày tỏ cái nguyện vọng là tăng cường hợp tác giao lưu với thành phố. Vì vậy, sau chuyến đi này, tôi sẽ chỉ đạo cho các ngành triển khai các nội dung hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để góp phần phục vụ cho sự phát triển của thành phố trong tương lai gần. Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tại Nhật Bản đã kết thúc tốt đẹp, đưa quan hệ với các đối tác Nhật Bản đi vào chiều sâu và thực chất hơn, góp phần phát triển đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.